khu vực này đang xảy ra án mạng. Người dân không được đi đường này, mau quay đầu hoặc đi đường khác đi. Chào đồng chí, là tôi đây. Là đại tá. Hết giờ hành chính làm việc rồi, sao sếp không về đi? Sếp tới đây làm chi vậy? Tôi thấy anh em tăng ca vất vả nên tới đây động viên anh em, sẵn kiểm tra tình hình anh em làm việc như thế nào luôn. Dạ, mọi việc tốt thưa sếp. Đây chỉ là một vụ án nhỏ thôi ạ. Vậy à, thôi cậu tiếp tục nhiệm vụ của mình đi, tôi vào trong xem sao. Đây, cậu chụp cho kỹ vào, đủ hết các góc cạnh để chúng ta viết báo cáo rõ ràng. Chào các đồng chí, nạn nhân này chết vì nguyên nhân gì thế? Đại tá, ngài cũng tới tận hiện trường này hay sao? Dạ dạ, thưa đại tá, nạn nhân này bị chó cắn chết ạ. Chó cắn à? Sao kinh hoàng thế nhỉ? Cái cậu đã kiểm tra con chó chưa? Dạ chưa thưa sếp, chúng em chỉ kiểm tra người thôi ạ. Sao các cậu lại cẩu thả như vậy? Các cậu cần phải kiểm tra được hung thủ gây ra cái chết của người đàn ông đó chứ. Mặc dù nó chỉ là con vật, nhưng phải cần rõ ràng kỹ lưỡng để sau này viết báo cáo dễ dàng hơn. Thôi được rồi, để tôi thay mặt các cậu kiểm tra con chó này. Trời đất ơi, con chó này bị gì thế này? Sao người của nó nát bấy hết, thịt bị thối rữa hết? Nhưng như vậy thì làm sao nó có thể cử động và di chuyển tấn công người khác được nữa? Hàm răng của nó cũng muốn rụng hết rồi. Chết tiệt thật, mình không cẩn thận đã bị xước tay rồi. Sếp ơi, sao rồi sếp? Con chó đó có bất ổn không? Được rồi, cậu có ghi trong biên bản là con chó này bị dại nặng khi tấn công người đàn ông, nó bị người đàn ông đánh cho bầm dập, cơ thể nát bấy, răng rụng hết. Vâng, thưa sếp. Trời đất ơi, sếp giỏi quá, nhìn sơ qua một cái là biết tình tiết của vụ án rồi. Được rồi, tôi kiểm tra tới đây là đủ rồi. Tôi còn có việc cần phải về nhà sớm nữa. Các anh em cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Cậu chụp xong chưa? Qua chụp bên phía của con chó gây án đi. Sếp về rồi hả? Hình như hôm nay là sinh nhật của vợ sếp. Cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật nha. Được rồi, cảm ơn các cậu. Các cậu cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Sao vết thương ngay tay của mình đau thế? Sao choáng thế này? Nhanh chóng về nhà rửa vết thương thôi. Chết tiệt, đầu của mình nhức quá. Khó chịu quá. Không hay rồi. Chẳng lẽ mình bị nhiễm virus dại của con chó hồi nãy hay sao? Trời ơi, 6 giờ mấy chiều rồi mà chồng mình còn chưa về nữa. Hả? Anh về rồi hả? Anh mới về. Anh nhanh đi tắm rửa đi, sắp tới giờ bắt đầu bàn tiệc ở nhà hàng rồi đó. Hôm nay sinh nhật em mời nhiều bạn bè lắm. Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện lúc này chứ? Tôi cố gắng rửa mặt, tắm rửa thay đồ xong rồi đi tiệc, rồi sau đó đến bệnh viện sao cũng được. Mắt của mình sao không thấy gì nữa thế này? Ủa, chồng ơi, làm gì mà la trong phòng vệ sinh dữ vậy? Không lẽ anh sợ chuột hay là sợ mấy con gián hay sao? Này, sao hôm nay lão bị sao vậy kìa? Không lẽ lão định kiếm cớ trốn không đi sinh nhật của mình hay sao? Chồng ơi! Không, bớ người ta vậy. Này, chị cứ bình tĩnh đi, sớm sẽ không sao đâu. Các bác sĩ tại bệnh viện quân y này sẽ chữa cho anh ấy nhanh khỏi thôi mà. Chồng cứu tôi, rốt cuộc anh ấy bị gì vậy? Sao khuôn mặt của anh ấy biến đổi kinh tởm thế kìa? Chắc có lẽ lúc điều tra án sếp không may bị nhiễm trùng vết thương thôi. Anh em của chúng tôi cũng hay bị vậy lắm. Chị đừng lo, thôi chị về nghỉ ngơi đi. Chị ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, để anh em tụi tôi canh sếp cho, rồi mai chị lại quay tới đây. Cảm ơn mấy cậu nhiều. Bác sĩ ơi, không hay rồi, nhịp tim của bệnh nhân đập mạnh quá, bệnh nhân co giật liên tục. Chết tiệt, vị cảnh sát này bị thứ bệnh lạ gì đi? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy như thế này đó. Nào y tá, mau chích thêm thuốc an thần cho cậu ấy đi. Vâng, tôi biết rồi. Bác sĩ cố gắng giữ anh ta nha. Anh ta tuột ra khỏi dây rồi. Chết tiệt, cứu chúng tôi. Mẹ kia, có chuyện gì xảy ra với đại tá vậy? Đại tá, mau
Mau dùng súng điện khống chế anh ấy. Đây, có chuyện gì xảy ra với đại tá công an vậy? Báo cáo chỉ huy. Ngày Ninh kia. Hả? Đại tá công an không biết bị thứ bệnh gì, anh ấy trở nên điên loạn, khuôn mặt trắng bệch, gớm ghiếc, rồi còn cắn cả bác sĩ y tá chữa bệnh cho anh ấy nữa. Cái gì? Nên chúng em không còn cách nào khác, đành phải nhốt anh ấy trong cái trại tạm giam của chúng ta. Nhưng mà rốt cuộc tại sao cậu ấy lại bị như vậy? Báo cáo chị Hy, em biết chuyện này. Hôm qua đại úy có tới hiện trường của một vụ án người đàn ông bị chó cắn. Đại úy có kiểm tra trên thân mình của con chó và vô tình bị một vết thương từ nó. Đúng là như vậy đó thưa chị Hy, em là người chịu trách nhiệm chính của vụ án đó. Ai, không lẽ cậu ấy bị nhiễm bệnh chó dại hay sao? Nhưng từ trước tới giờ bệnh chó dại đâu có như thế này. Được rồi, hai cậu nhanh chóng lên văn phòng của tôi viết bản tường trình, rồi tôi sẽ làm một cái công văn tổng hợp gửi lên trình bộ công an, yêu cầu họ cho biện pháp xử lý chuyện này. Đói quá, đói quá, tâm muốn ra ngoài, tâm muốn ăn thịt. Đói quá, đói quá. Này, đồng chí, có chuyện gì vậy? Không hay rồi, cấp báo. Đại tá công an. Ngon quá. Ta muốn ăn nữa. Đằng này. Ta ngửi thấy mùi mau. Chết tiệt, đại tá. Mau dừng lại đi. Mau, không chết. Dùng súng bắn hạ anh ấy đi. Trời đất ơi, đại tá ơi, mau dừng lại đi. Anh là một công an, tại sao anh lại làm như thế? Ta là một công an. Không, ta không muốn như vậy. Mau giết ta đi. Mau cho ta nổ tan xác đi. Khốn kiếp, không còn cách nào khác nữa rồi. Đem một quả lựu đạn vào người của đại tá đi. Xin lỗi anh, chúng tôi phải làm như thế. Anh ơi, dẫn bọn em đi đâu thế? Ở đây có an toàn không vậy? Đừng sợ, đây chính là đồn cảnh sát cũ đã bị sụp đổ bỏ hoang rồi. Chúng ta vào trong chơi hàng, không có ai phát hiện ra đâu. Còn lũ cảnh sát khu vực nữa chẳng bao giờ bán mảng tới đây. Nơi này an toàn tuyệt đối. Wow, chơi hàng trong đồn cảnh sát à? Cảm giác chắc là lạ lắm đây. Được rồi anh em, bắt đầu chúng ta vui vẻ thôi. Đúng vậy, chơi thôi nào. Ở đây đảm bảo không có ai tới quấy rầy chúng ta. Lũ cảnh sát cũng không nghĩ rằng chúng ta dám tới đây đâu. Tiếng gì vậy? Mày có kẻ nào trong đây hay sao? Mẹ kiếp, để tao xử lý luôn nó. Phê quá, đã quá. Lên nóc nhà là bắt con gà. Phê quá, đại ca đi đâu thế? Tới đây tiếp tục vui vẻ với tụi em đây. Tụi mày chờ tao một tí. Đứa nào núp trong cái đồ cảnh sát bò hoang đây? Mau ra ngoài, ta tha mạng cho, còn không là ta bắn chết. Ủa, có thấy ai đâu? Hả? Mẹ kiếp, thì ra mày ở đây là một tên cảnh sát à? Chết đi. Không, thứ này là cái quái quỷ gì mày? Hả? Hắn đâu rồi? Không. Ngon quá. Ta muốn ăn nữa. Đại ca ơi, làm gì mà lâu dữ vậy? Mau ra đây chơi đi, chúng em sắp chơi hết thuốc rồi. Đã quá. Vui quá. Ủa, đại ca, sao tự nhiên đại ca biến thành cảnh sát vậy? Tới đây chơi với tụi em đi. Hả? Ăn thịt. Có ai không? Có ai
ai trong đồn cảnh sát cũ này không? Sao tôi nghe tiếng la của ai đó vậy? Có ai đó không? Có ai bị gì bên đó không?